Hello everyone, nice to see you again. Today we learn English in grade 8, unit 5, a homecoming. Part B, are you ready? Okay, continue our lesson all together. Today we study section B, an elephant and some crickets. Bạn, tầm rây mùi cơ bál, hai nâng sạch chừng rất khắc. Okay, number one, look at the pictures of the things Sam and his family did on their visit to Phnom Penh. Bà có lấy tầm rụp hiếp hay nơi vậy vậy để Sam hay nâng cửu xa rạp bảo quạt bàn phơ nâng cửu ca thuê đậm ná tờ tì cửu Phnom Penh. How many of these things have you done or visited? Bà, ta ở vậy khá là đầy nẹ bàn phơ rư có bàn tật lấy nhá khá là nẹ bàn tờ lên. Tell your partner, prab đại cụ rồi nè. Okay, for example, you eat tarantula, bà nè bàn hộp à pin. You visited new market, bà nè bàn tờ lê nợp xa thông thamay. You visited post office, bà kà rì lại bà rè xin ní. Pagoda, what rì kò bà sát. And you rode cyclo, bà nè bàn chi cyclo. Okay, continue to number two. Number two, Sam sent a postcard to his friend Ken in Japan. Bà Sam ban phía postcard mùi từ mật phía bọc quát cho một Ken ở nông quốc tế Japan. Postcard nó cứ chia sẽ ở đây sang khai sống bọt tùm rong clay, từ tùm rong clay hay mình đã rụp hiệp cho mùi phòng nế. Quickly read what he wrote to him. Bà an ai bạn ai lươn nơ ở vậy để bạn để quạt bạn nhà từ một phía bỏ quạt. What does he want Ken to do? Ta quạt cho Ken thử vậy. Okay, now read and translate all together. Sorry, oh, I have some mistake. Bạn so phải tô bóng và xin chỉ mình cũng học nhé. Dear Ken, bạn mong đón Ken. Greetings from Cambodia. Bạn xong và cũng bị bà tế Campuchia. I am visiting my cousins and other family members with my mom and dad. Bạn ខ្ញុំកំពុងតែសួរសុខទុក្ខមិត្តបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់និងលោកប៉ារបស់ខ្ញុំ. We have seen many sights since arriving 3 days ago. បាទពួកយើងបានឃើញនៅទេសភាពច្រើនតាំងពីកំឡុងពេលមកដល់រយៈពេល3ថ្ងៃមុន. My mom says that Phnom Penh is changing quickly. បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទ changing បាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរណាជានាមមកឡាយមកពីកិរិយាសព្ទ. We started at the Royal Palace. បាទយើងបានចាប់ផ្ដើមពីព្រះបរមរាជវាំង. My favorite part was the silver pagoda. ផ្នែកមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៃព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងគឺប្រាសាទប្រាក់. The floor are covered with 5000 silver tiles. បាទប្រាសាទហ្នឹងគឺដំបូលវាប្រក់ដោយក្បឿងពួរប្រាក់ឬក៏ក្បឿងប្រាក់ណាប្រហែលជាក្បឿងពួរប្រាក់បាទ there and there are glittering gold and diamond statues all around បាទហើយបាទមានរូបបដិមាណាបាទ statues បដិមានៅព័ទ្ធជុំវិញដែលមានពន្លឺពួរមាសហើយនឹងពេជ្រដែលមានបដិមាបាទធ្វើពីមាសនឹងពេជ្រជុំវិញមានពន្លឺព្រាកព្រាកណា We took a cyclo tour and saw some of the buildings and monuments. បាទយើងបានធ្វើដំណើរទៅតាម cyclo ហើយបានឃើញនៅអាគារខ្លះៗនិងវិមានឯករាជ្យ that I can see from my bedroom window. តែខ្ញុំអាចមើលឃើញវាតាមរយៈបន្ទប់ដេករបស់ខ្ញុំបើនេះថាគាត់បានឃើញតាមពងួយបន្ទប់ដេកឥឡូវគាត់ជិះ cyclo ទៅមើលផ្ទាល់ណាបាទWe rode around the post office and the many different wards in Phnom Penh. យើងបានធ្វើដំណើរជុំវិញការិយាល័យប្រៃសណីហើយនឹងបានឃើញវត្តជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខុសៗគ្នា. And ending at Central Market
Where we had lunch. Bà. Hai dương bán bà chọc cả thư phương đồng bà dương trâm xa gần đà chỉ cần lấy như dương bán hộp hà bê ngày. My mom went crazy when she saw a cart full of insects. Bà mặt đai đã bọc nhóm cứ quạt mình à rộm bần sơ sruul bần sơ nâng bà. Nó bị đài quạt bán khớ nhờ tè rung pinh từ đòi sạch lật bà sạch lật kì chụp ẩn hỡi nè. Bộ mặt đài đã bọc quạt nâng chưa chặt một hộp chân là sao quạt tờ ảm rách chứ quạt khan hộp ảm hộp chân chân dù hài. With things like grasshoppers, bà chỉ mùi nâng ở đây với đôi chì sạch cần đốt, termites, bà cần đi rồi còn mê phliếng, and ants, hai nâng sọng, on crong. She bought a bag of crickets and some grasshopper and three tarantulas. Bà mà đai là bà quạt nâng cứ ban tình chẳng rật bông nâng mà con thong hay nâng sạch cần đồ khá khá hay nâng api nâng bày bà. I like the crickets. They were crunchies and a little like popcorn. Bà. Cứ nhóm châu chặt chẳng rật bằng bông bố kê mình suy sruy hay rô chết đô chì bột linh tích tích. Bà. I ate a tarantula, but it was gross and mousy in my mouth, and I didn't want any ants. Bà chôm ban hộp bà api mùi các bác. Bọn tay vì cụ mơ tới cụ ấy bơm hay vì vật nó không ngọt bọc nhóm. Hay chôm có ọt trong hộp ông cròn đài bà. But in my village, many people like to eat ants. Bà bà tay nó không cùng nhóm mà cho nên gọt cho chất hộp đấy, con chỉ ngay nhé. Bồn vì. I have also meet many of my cousins besides friends. Bà, hãy chấm có bạn chụp nơi mật phẹ bọc bì xây đại chỉ bọn bọn chị đồn mùi bọc nhóm nâng chỉ tràn. One day, one boy, Levan, remind me of you. Bà, mình bảo mình chứ mùi Levan nâng bạn rùm lật nhóm ở bì nè. As he is also a musician. Bà, kế mơ tới đôi chi nè đàn trầy cò mà nè. He plays the sralai, bà, quạt lên sralai. Sralai đôi khlôi đá tại vì tội, xùm lên cái tội. And oboe, bà, hay nâng khlôi. Khlôi cái lại như cứ ọt phơ bì chơ bì ấy tế cứ chia phê bà rập hết khlôi chua bà. Đây bà tếp xến nhá, kế phơ mà bà, dùm mà lụ bà. I think you should come to Cambodia and meet him so you can play some songs together. Bà chúng cơ tha nệ cô tại một cổ tế cảm bà chí hai chủ quạt được chứ nế. Nệ ai lên như được có riêng kìm riêng tụng ọc nì. That's all for now. Và ai lâu ní cứ chọc ở hai. Next week we are going to the countryside to visit my grandmother and attend a traditional festival. Bà nơi sắp đá cõi, bụi dương nâng tờ lên ở chân bọt, countryside, chân bọt. Tờ sụp sụp tục bà chị đồn rồi bọt nhóm hai nâng tờ chú rút nông vị thị bốn. Rồi bây nì chị nùi. Your friend Sam, bà, bì Sam mất phía rồi bọt nè. Ok, you can read again and translate. Continue our lesson. What does Sam want Ken to do? Bà, chứng an tình ơn nó bây cho lại xin mùi mùi nì. Ta xem nó chẳng ai khen có thể. Ok. He wants Ken to meet Levan and play song together on their instrument. Bà cứ quạt chẳng ai khen nó từ chụp Levan hay lên lên từ ngọt ní chỉ riêng chùm riêng ngọt ní đừng lên nơi cả lại lên ủng hộp lên bỏ quạt. Ok, continue to number 3. Ta chương to tiếp tục mấy tỷ bấy. Sorry, đừng lươn tích để sao thì computer chỉ đọc lường nữa. Ok, read again and answer the question in your notebook. Bà, thì ở dương án, hay nâng án mặt án rừng nâng đoàn tiết hay chạy xâm nụ. Nói chạy xe cho con sắp hợp xe ra bỏ dưỡng nữa nè. Ok, Vaughn, how long has Sam been in Phnom Penh? Ta Sam nâng nâng Phnom Penh dù bản ná. Hai, what has gold and diamond status?
và ta ở vấy để miên chấm lạ mi hai nâng bộ. 3. Where did they have lunch? Ta phụ kê bàn hộp hà bê ngay nữa ấy ná. 4. Why did Sam's mother go crazy? Hẹt với bàn chìm đại bà Sam nâng miên ở rõ mần sơ nâng nô. 5. Does Sam like tarantula? How do you know? Ta Sam nâng cho chật ở api nhé. Ta nịa đăng dàng mấy ớt. 6. Who has he meet? Ta quạt bàn chụp mùi nịa nà. When are they going to the countryside? Ta phụ kê từ chân bọt nà bì nè. Ok, answer the question all together. Ta dừng chlai dùm lại bởi chứ. Chlai xâm nuôi tương ọ hả nè. Answer the question. Number one. Sam has been in Phnom Penh 3 days. Ba. Thường Sam nâng cư ba nơ Phnom Penh 7 tháng ngày nha. Two. The Silver Pagoda. Ok, cứ bà sát bà nè để miên chùm lạ vì mi hành nâng bồn. They have lunch at Central Market. Ba. Ok, hộp hà bê ngay nâng nơ ai xa gần đà. Four. Sam's mother go crazy. Because he or she saw a cat full of insects. Ba. Mà đài rà bà Sam nâng miên ả rò mình sâu nâng vì bố quát nâng bàn khơn rà tè rùnh để bình tự đòi sát lật. Number five. Sam doesn't like tarantula. Ba, Sam nâng ọt cho chật hạ pin đề. He said it was gross. Ba, quạt nâng dì thác. Vì cụ ấy bơm. Number six. He has met Lee Van. Ba, cứ quạt bàn chụp Lee Van nế. Ba, number seven. They are going to the countryside next week. Ba, bộ kế nâng bàn thơ đầm nà từ chân bót nơi sắp đà cào. Okay. Continue our lesson. How about you answer? Maybe it's correct all together. Okay. Number four. Look at the chart and complete the sentence below. Ba, click the mơ ta ráng hay bằng pin project hàng crown. Ba, and some any cứ mirin trong bàn chạy làm lại thì muốn hái tựa tôi nâng cao và and some any là dừng đôi chỉ riêng lang bên tròn á. Ok, we use a or and to talk about one thing. Bà dừng para rư and nâng cứ đầm bên gì ông phí và thổ mùi đại dịp xa không ai dưỡng thá ạc cơ vật chân ạ. Is used when a noun starts with a consonant sound. Bà ở nâng cư xâm rạp đã nâng vì một niềm ná đại bà đám đói chuyên trình nè. Ở chân nâng không xa ảnh lê dưỡng đọa tại A, E, I, O, U chính và pram nâng cứ dương trữ đã pra ở tiếng ọ ở tại trình niềm ná. Example, a dog, a book, a fish. Và chân đó cứ bà đám đã xóa đi ná, dương ở máu. A book bà đám đã xóa bí, a fish bà đám đã xóa ạp, dương đã ở tiếng ọ. And, nếu là an thả earn, ta chìm an thả and, is used when a noun starts with a vowel sounds. Bà, and nâng cư xâm rạp ra nâng vì mục niêm từng lại ná, niêm tại mùi ná, niêm tại mùi. Hai, bà đàm đói sạ, bà, so sạ. Nâng không sao lấy sạ dương miên tại pram thế, chừng oi tại miên ná, niêm ná để bà đàm đói à, so A, E, I, O, U, nâng pram nâng cư dương đã and, nô mục ủ tù hó, example. An apple, ba. Platform mũi dưng, apple có đam nợ sọ A dưng là an đã ở tê. An hour, ba. An hour, A dưng hẹt A bàn chì dưng đã an đấy. Là sao thì A cứ miên số, số chuyên trình nhẹ, số sạc nế, ba. Số được sạc. An A, ba, bông mũi, ba. Cứ A có đam nợ sọ I, sạc I, ba. Ok. We use some with things we can count only with their plural. Bà dương pra some chìm mùi nâng ở vậy để dương ai cho bọc bán. Để chia chìm mình chìm nguồn tràn nế. Bà some is used in positive sentences. Bà some nâng cứ bán pra nâng xâm rạp rạch dụ. Srop. Positive, positive nâng cứ srop. Example, I have got some cookies. Khiom min cookie khla khla. Question. Expressing request and offers. Ba,
hay dương cầu pra xăm nâng khổng ca su sùm nu đài tiện tông từ nâng ca bằng hành a sơ sùm na sốm rư co sơ sùm nôm bồ Would you like some fish? Ba, ta nị trai ca trai khá tế. Ba, can I have some fish? Ta khiom ai dục trai khá ba nế. Ba, xăm nâng cầu pra chỉ là ba sùm nu đái nà pê đà sùm nu để mình lại khả nạ chi chỉ lệ ca sna sống rư có sân nông bồ. We use any with things we can con. Ba. Ôi tên niêm rộp bán cứ dương pra any mùi đài. Vẫn tay any nó cứ pra nở bì nè. Any is used in negative sentence. Ba. Any nó cứ xâm rạp pra khăn nông bà dục bà đại xe. Dương ảnh pra xăm nó khăn nông bà dục bà đại xe tì. Tại xăm nâng any nó bỏ pra tạc lạc ở kì nè. Example, I haven't got any extra pants. Bạn, nhóm ớt trái ca bịch, ớt rứt ớt miệt bịch và thèm địa tề. General question, bà xâm rập xâm nô tu tớ. Có bà đái. Did you eat any crickets? Ta nị hộp chừng rật khá tế. Are there any solas left? Sodas left. Bạn, ta mean nên thằng phê những miếng soda khá đấy. Ok. Now, lấy dùng một bình complete the sentence. Ok, number one, I add. Ok, some crickets. Bạn, chúng, cái lấy như là some á. Đại sao thì crickets thì miếng s. Bạn. Two, we talk a cyclo two. Bạn. Number three, I didn't want any ants. Bạn, chúng, đại sao thì đón ní vì chỉ bởi dục bà đại sạch chứ nhưng ọt bà xám bà ẹ nì bà giống ọt trong hộp xâm ơn gồng hả tì. Number 4, I saw some humans and old building bà chúng bàn khơi nhờ bì mình ảy gửi hay nâng à kia chà chà khắc lạc. Number 5, there was an elephant walking down the street bà miên sát đầm rơi mình các bà đã nâng tạm lời. Ok, I hope you understand use a an, some or any. Okay. Continue our lesson to number 5. Bà bà tòi mình đi bà dưỡng tới chùm nội tì brand. Look at the pictures and find facing Sam saw on his tour of Phnom Penh. Bà kể lấy tầm rụp hiếp hay rụp ở vầy rụp rụp bọc ở bàn pram để Sam nâng bàn khơi nhìn nâng nông ca tờ đồng ná. Này thì cần phải bình write the things in sentences in your notebook. Ba thật sự ở vầy vầy đó. Không là ba cho không thật sự là bỏ nhẹ. Ok, dựng ra Sam saw a or an. Sam saw some. What didn't Sam see? Ba thật sự là ở vầy để Sam một bàn khơi mùi mùi là bạc nè. Ok, for example, only my idea. You learner, also am a learner. We can learn from each other. Dương ạ, dương viết như từ bình từ màu nhé. Ok. One. Sam saw some buildings. Bà Sam nước bàn khơi nhạc kì. Two. Sam saw a cart full of insects. Bà Sam nước cứ gọt bàn khơi nhờ rồi tè hút được bình từ đòi sạch lật. Sam saw an elephant. Bà Sam nước cứ bàn khơi nhờ đầm rây mười các bà. Number four. Sam saw some pagodas. The silver pagodas was his favorite. Và Sam nâng ban khơi nhìn vọt khlạc khlạc. Bọn tay vọt đại quạt chỗ chất cứ vọt cứ bà sát đại quạt chỗ chất cứ bà sát prạ đi cơ vọt prạ. Ok, lấy nâng xong mũi chung khỏi kì. What did Sam see? Thì Sam ở vấy để Sam ban khơi nhìn. Và chứng chung nứt bọc chấm cứ Sam ở ban khơi nhìn mũi bà cái lãnh. Number 5 nè. Sam didn't see Pierce Palex. Bà cứ xem nó ở ban khơi bị miên xong thì phiệt tên. Bà bị miên xong thì phiệt. Ok, only my idea. Ok, continue our lesson to number 6. Bà ta mê đi được bao nhiêu. Tới chung nơi tiếp là mùi. Bà đôi chung prap này ngọt nhé. Điền lươn tích nhé. Để xa tại công chữ ta chịu ọc lươn này. Ok. Oh, sorry. Number 6. Write a postcard to your friends about a place that you have visited. Tell them about what you did and saw. Bà, ta sẽ postcard mùi tư mật phía bọn nhẹ. Ông bì tì kết lãnh, tà nhẹ bàn tư phẩm sáng.
hay prap ok ông pi ở vây để nè bàn phớ rồi còn nè bàn khờ. Ok, example, I went to Siem Reap. Ok, this is a picture of Angkor Wat, sunrise at Angkor Wat, before sunrise, right? Muốn pê thay lệch nè, muốn pê thay rìa. And to my friend in the United States, Happy Lesu. Bà, gọi chung Happy Lesu. Hay, ní cứ, this is a picture of sunset at Angkor Wat. Bà, ní cứ chỉ rụp hiếp đại diện pi bẻ tật riêng lịch và nâu sẵn cổ vật. Ok, now see my postcard in altogether. They happy leisure in the United States. Một đoàn happy leisure nơi khăn ông xa rõt ẩm rệch. I visited at Angkor Wat in Siem Reap province last year. Bà, chúng bạn tới lên nơi Angkor Wat nơi khách Siem Reap cả vì chân năm tầng. It was my first time to visit there. Bạn biết cứ chia ca từ tiện từ linh lực tầm bốn rồi bọc nhóm. I felt excited because ancient people could build temple with big stone. Bạn nhóm miền Ả Rập cũng phơi. Mà vì pro tem mà nước bồ ran nên ai vừa prasad ai sang song prasad chỉ mới nâng mò thông thông. I took many pictures there. Bạn nhóm bạn thọ rụp chỉ chăn sẩn lắc nơi tì nụ. The people there were friendly. They could speak many languages such as English, French, Chinese, Japanese. Manus nơ tin nô cư miền phía bồ rì rì tế hay bồ kê ai định dây bàn chân phía xa đôi chì phía xa ông lê bà răng chân chụp bần. I practice to speak English with foreigner. They always encourage me. Bà chung bàn vật hạt như dịp xa ông lê chì mùi nâng chôn bò tê. Bố kê tênh tài lực tự chặt chung. The weather was beautiful. Bà, akas thiết cư lò nè. Chong dì tha vì mình. It was wind and not so much hot. Vì mình cho tích tích hay mình sơ chì cắt đau bà màn tê. There were many trees anywhere. Bà, hay mình đam chơ nè cọp đi gần lại. Before sunrise and sunset were the best view at Angkor Wat. Bà muốn về ngày rẽ hay nâng muốn về ngày lệch cứ chỉ rụp hiệp cứ chỉ rụp hiệp đỏ lò muối đỏ lò nâng ai bà sát Angkor Wat. I like Cambodia so much. Bà nhóm về chất bà tế Campuchia khẳng nế. Cambodia is a good land to live in. Bà Campuchia cứ chỉ bà tế muối đỏ lò nâng ca rụ nở. Please come to visit this country and see many temples. Bà xong mô lên nơi bà tế ní đâm bay mơ bà xa chỉ tràn. Ok, that's all for now. Bà ai lời ní cứ chọc hai. Your friend's theory. Bà bì mật phía bà nế theory. Ok. Còn là ní, after you listen to my postcard, you can write a postcard to your friend only for example. Okay. Bà chẳng nhận ngọt ní, bạn đạp bì postcard ở bọc nhóm rồi hát để khi nhà tới mình phía ở bọc nhóm mình nhé. Các bà, khi nhóm score qua tạm YouTube ấy nè. Nâng gọt chung mỗi tìm bằng tay profile bà gọt đã thả Happy Lesu. Sẽ không thả postcard nâng cư quạt nâng bàn đầu tuột. I hope she will get this postcard. She is a good friend on YouTube. Bà quạt chì mật hiện đọt ồm nẹ bọc nhóm nâng nông YouTube. Ok, this video is the end. Thank you for your watching and learning English with me. For next video, English in grade 8, section C. How many are there? Goodbye. See you later.